Phụ nữ hoang mang tự rạch áo ngực tìm thuốc lạ. Kính thưa quý vị, chiếc áo ngực mang nhãn hiệu Made in China có chứa những hạt màu trắng lạ vừa được một người dân ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định phát hiện. Những ngày qua thì thông tin về nịt ngực Trung Quốc có chứa thuốc lạ gây xôn xao dư luận. Tối ngày 4 tháng 11, sau khi xem TV đưa tin về việc phát hiện áo nịt ngực Trung Quốc có chứa thuốc lạ, nên chị NTT thành phố Quy Nhơn đem chiếc áo ngực mà chị mua cách đây 2 tháng tại khu chợ 6 thành phố Quy Nhơn rạch ra để xem thử thì phát hiện những viên thuốc màu trắng bên trong mà thời gian qua báo chí đã đưa tin. Quan sát chiếc áo ngực này có nhãn hiệu Made in China, sau khi rạch miếng mút bên trong thì có 2 túi dung dịch với 3 viên thuốc nhỏ tròn màu trắng ở mỗi túi. Trong tuần qua thì các ngành chức năng tỉnh Bình Định đã kiểm tra một số cơ sở mua bán đầu lót tại thành phố Quy Nhơn và thu giữ nhiều chiếc áo ngực phụ nữ có nguồn gốc Trung Quốc. Đặc biệt là trong số này có nhiều loại như có mút đệm, loại có dịch lỏng không màu và thuốc lạ. Loại có miếng cao su hình tổ ong, loại có dịch lỏng màu cam của các nhãn hiệu Trung Quốc như Gina Bao, Jurenami, Shinji Bay, Menjana, Lunshi. Và trước đó, tại một số tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, người dân cũng đã liên tục phát hiện áo ngực nhãn hiệu Trung Quốc có chứa chất lạ. Trong đó có nhiều trường hợp sau khi mang áo xuất hiện triệu chứng ngứa và sưng ngực.